Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chữa lỗi máy in Epson T50, T60, L800L, 805 lỗi nháy hai đèn do motor chính kém ngay tại nhà các bạn nhé. Khi ta mới mở nguồn lên thì máy in sẽ báo hai đèn đỏ báo chớp tắt liên tục. Thì đó là do lỗi motor. Sau khi tháo máy ra kiểm tra, ta thấy dây nguồn gắn với motor bị đứt, dẫn đến motor không hoạt động được. Thì đó là lỗi nháy hai đèn, bạn có thể dễ dàng sửa chữa ngay tại nhà. Nếu có gặp các vấn đề khác liên quan đến máy in, hãy nhắn tin xuống phía dưới phần bình luận video này.